Con nghĩ chắc tuổi của thầy cũng như tuổi xế già là cái tuổi mà dẫn dắt con cháu nó theo sao. Cái tầm hiểu biết của thầy đó có nghĩa là rất là rộng và sâu sắc, nhưng là không ngờ thầy đi làm một cái việc hải dương Việt Nam, rồi phóng sinh cá chim trắng rồi cá được du nhập từ Nam Mỹ. Tập tính của nó là loài săn mồi theo đàn, ăn tạp, khá hung dữ, nó ăn động vật không xương. Những người nuôi cá chim trắng cho biết là khi nó đói nó sẽ cắn tất cả các loài cá, thậm chí còn ăn thịt những loài khác. Ở Việt Nam thì họ cũng có nuôi cá chim trắng, nhưng mà họ nuôi theo cái sự kiểm soát chặt chẽ. Bộ Tài nguyên Môi trường khuyến khích là không nên nuôi cá chim trắng. Vậy mà thầy đem thả 10 tấn cá chim trắng xuống sông Hồng thì nó sẽ xuống dưới, nó sẽ cắn hết tại cá của sông Hồng thôi. Phóng sinh thì tốt, nhưng thầy hãy lựa chọn những cái loài như là loài chim sẻ hay là loài cá chép để phóng sinh. Thứ nhất nó không hại ai mà còn đem phước lành cho mình. Thầy là cái bậc mà đi theo đường tu, là tu tâm tích đức, bác ái, thánh thiện, giúp người, thương người. Vậy mà thầy lại đi làm một việc phóng sinh cá chim trắng để nó xuống dưới nó giết hết động vật, nó hại dân. Dân Việt Nam họ rất là khổ khi mà cái Formosa của Trung Quốc nó xả thải ra biển làm cá chết hàng loạt, và họ không còn có và họ không còn nghề đánh bắt cá nữa, và cuộc sống của họ trở nên rất cơ cực, và sức khỏe của họ cũng bị đe dọa vì nó xả thải chất độc hại ra, nó hòa với không khí môi trường ô nhiễm thôi. Rồi giờ tới thầy thả 10 tấn cá chim trắng xuống, thầy nghĩ khi mà nó xuống 10 tấn như vậy dưới sông Hồng thì nó sẽ cắn hết cá, nó không chừa lại một con nào hết. Thầy là cái người mà đi theo con đường tu nhưng mà lại không có đi tu, thầy lợi dụng cái sự tu hạnh đó để sát sanh động vật, hại dân Việt Nam, chứ thầy không có tu. Còn về việc thầy bảo Trung Quốc là anh em của Việt Nam, nó ra phát ngôn mà con không tin thầy là người tu nữa, mà thầy như là người không có cái khả năng để suy nghĩ, là một người học thức kém, hiểu biết cũng kém luôn. Trung Quốc nó hại dân Việt Nam, như là cái lúa hại dân Việt Nam, như là cái vụ Formosa đã chất độc hại ra biển làm cá chết hàng loạt, bắt cóc ngủ nội tại, và nó còn bảo Hoàng Sa Trường Sa là của nó, rồi nó cho thức ăn thức uống bẩn, thuốc uống mỹ phẩm giả tràn vào Việt Nam, gây hại cho dân Việt Nam. Vậy mà thầy bảo nó là Trung Quốc là anh, Việt Nam là em. Thầy nghĩ đi, một thằng anh mà đi hại một đứa em thì sao mà là anh em được. Cái vậy là thằng anh phải biết nhường nhịn, biết nhường nhịn thằng em, biết lẽ phải, lại đi bảo Hoàng Sa Trường Sa là của nó. Nếu anh em thì phải biết yêu thương nhau, chứ không phải đi hại thằng em mình. Còn thầy nữa, nói về vấn đề lịch sử thì thầy biết thì nói, còn không biết thì đừng có nói. Người ta cười vô mặt thầy đó, thầy như dạng ếch ngồi đáy giếng vậy, không biết gì mà cứ tỏ vẻ ra thầy ta biết nhiều lắm, để đi giảng dạy lại cho người khác. Nếu muốn giảng dạy cho người khác thì hãy nên tìm hiểu kỹ và chính xác, rồi hãy đi giảng dạy cho người khác. Qua cái sự việc thầy vừa nói, con nghĩ thầy là một người có tầm nhìn hạn hẹp, nông cạn, không biết gì, như con vừa nhìn, không phải là một người tu hành, một người tu đúng đạo, đúng nghĩa, đúng lý, là một người có tầm nhìn xa, hiểu biết rộng, không hại người, không sát sanh. Còn thầy đang lợi dụng bộ đồ tu để làm và nói ra những việc làm sai trái, độc ác, trái với lương tâm. Thầy đừng đem Phật giáo ra mà lợi dụng, mình càng làm điều sai trái càng nói ra những điều ác thì cái nghiệp của mình càng nặng hơn thôi thầy. Đừng đem Phật và bộ đồ người tu hành ra lợi dụng thì chỉ tăng tội lỗi của mình thêm nặng hơn thầy. Sáng đây khi các bạn chú ý đứng lên tấm sông để tránh cái loài cá chim trắng mà thầy Thích Trân Quang thả ra, nó cắn cá đó rất là nó hung dữ, nó mà cắn chúng ta nguy hiểm đến tính mạng. Thì các bạn nên đừng có tắm ở bất cứ cái sông nào của Việt Nam để bảo toàn tính mạng cho chúng ta nhé.